Một em đầm von mới các chị yêu ơi, họa tiết long công rất là xinh xắn luôn ạ. Hiện tại mẫu váy này nhà em về đủ size cho các chị yêu mình từ 40 tới 65 cân ha. Chị nào dưới 65 cân nhanh tay chốt đơn giúp em ạ. Màu sắc rất là dễ thương, tông màu xanh hoặc là dễ trương nè, trắng da nữa nè. Em có đủ size, chị yêu nào khoảng tầm là eo 84 đổ về cứ chốt đơn cho em nha. Hàng về sẵn rồi các chị yêu ơi, đặt em giao liền đến tận nhà của mình luôn. Phí ship thành phố là 20.000 đồng và ship tỉnh là 30. Em đang mặc đây là 1493 hay các chị. Mình đặt hàng lưu ý là phải có mã số nha. Rất nhiều đơn em bỏ qua là không phải em không muốn chốt các chị ơi, mà vì khách hàng đặt sai thông tin rất nhiều. Có chị không có mã, có chị không có số điện thoại, có chị thì lại không chia sẻ livestream. Điều kiện để mà giảm giá nha, 450. 450 á, tại cửa hàng em bán á, là 450.000. Nhưng mà ngay lúc này luôn các chị yêu ơi, trong live này của em, váy em mặc ạ, 319.000 thôi, rất là rẻ. 319k áp dụng trên live giúp em ha. 65 cân đổ về nha chị Thủy Trần ơi, em có đủ size luôn nè. 1493 họa tiết long công nha các chị, rất là hiếm. Lâu lâu về những cái em họa tiết quá xinh luôn các chị ơi, mua sẵn em này bỏ vô tủ, đi chơi, đi du lịch chụp hình cũng đẹp. Thậm chí các chị đơn giản hơn là mặc hàng ngày, cà phê, hẹn gặp bạn bè, nó đi tiệc mặc vẫn được cho em luôn. Giá váy của em là 319, mã váy 1490 cho em ha. Chiều nào chưa có mã này thì bình luận nhanh tay ở bên dưới để được tư vấn và chừa hàng nha cả nhà. 65 cân đổ về nên chị Minh Nôi cho em xin số điện thoại của mình ạ. Ok chị Ngọc Phương lấy mã đầm 1493 nè, em mặc đúng không? 1493 kèm số điện thoại nha chị Chiêu Quân, bình luận đúng thông tin giúp shop ạ. Để lại mã số ngay trong like của em, tại vì ngoài like sẽ không có được nhận ưu đãi. Nếu như bây giờ các chị thấy like em đang giới thiệu ha, mình không đặt hàng đi, một chút nữa mình mua không còn là 319 nha, mình đặt chậm là giá nó đã hơn rồi các chị ơi, hơn 50, 70 hoặc có khi là 100, có khi là gấp đôi giá em đang giới thiệu luôn. Giờ mua liền có 319.000 đồng thôi, rẻ hơn tại cửa hàng em cũng kha khá rồi đúng không, hơn 100.000. Tại shop em bán là 450, trên live có 319 à, đặt trên live em ship váy đến tận nhà luôn. Form váy xòe như thế này, các chị yêu bận là không có lo lò bụng nè. Chị nào bụng dưới mình hơi tròn hơi to, chọn cho em những cái mẫu váy xòe nhẹ ha, cho em khuyết điểm rất là tốt. Vải mềm nha, em này là von, em gọi là von nhung, mềm nhẹ mát mẻ cực kỳ, và cái độ mềm của nó các chị ơi phải trải nghiệm cho em. Em giao đầm này tới các chị rờ thử nha, rờ thử cho em một nhát như vậy thôi nè, em bảo đảm với chị là ưng liền luôn. Trời ơi nó mềm cực kỳ mềm các chị ơi, rờ vô là ưng liền. Chị nào nhận hàng xong nhớ quay lại review cho em coi có đúng như em quảng cáo hay không nè. Em ở thành phố Hồ Chí Minh chị Trinh Nguyễn ơi, ship đến tận nhà. Chị ở đâu ạ? Giao đến tận nơi, bất cứ nơi nào các chị cứ đặt em ship váy đến tận nhà cho mình luôn, sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán. Mà trước khi giao em còn gọi điện để mà chốt đơn nữa cơ nha, không phải đặt là em giao liền đâu, em còn phải gọi cho khách tư vấn size nữa cơ. Cho nên các chị yêu đặt hàng phải có mã và số điện thoại. Em mặc đây là 1493 nha, 319.000 thôi các chị yêu ơi, đủ size cho mình ngày hôm nay nè. 65 cân đổ về cho em. Dạ đồ chị thích có điểm nhấn hơn thì đây, ở đây em có thắt lưng 01 cũng đang là phụ kiện giảm giá. Thắt lưng 01 em đeo chỉ có 79.000. Đầm em mặc 1493 thì là 319 và thắt lưng em đeo là 79.000 đồng nha. Đây là giá dành cho khách đặt ở trên live nha. Ngoài live không có giảm. Ngoài live các chị yêu mua váy em mang là 450, thắt lưng này nó cũng quay về là 150 bằng giá tại shop em đang bán luôn đó. Nhưng mà ngay lúc này vài phút ngắn ngủi trên live của em đầm giảm còn 319.000 thôi. Thay vì các chị quay trực tiếp shop mua em lông công này, vải von nhung 2 lớp nha, đầm von nhung có lót ở trong, không có sợ mỏng hay lộ hàng. 450k. Trên live của em cũng là em von nhung hàng xịn này luôn nè, 319 rẻ hơn nhiều luôn. Chia sẻ cho em 3 lần có đơn ha. Nhận giao hàng đến tận nơi nha, cho xem hàng trước thanh toán luôn ạ. Em mặc là 1493 nha các chị ơi, đủ size cho mình luôn. 40-65 cân vừa, chị khách nào dưới 65 cân bây giờ đặt liền cho em. Suy nghĩ lâu nó hết hàng nha, em không có về nhiều đâu. Em không có về hoài một mẫu như vậy nè. Em chỉ về có một lần hàng thôi. Ví dụ như đợt này em có về lông công nè, các chị không đặt hàng nha, qua đợt sau mình muốn mua thì lại không có. Qua đợt sau em về kiểu khác nữa rồi ha, cứ mỗi lần về kiểu dáng khác nhau, mỗi bộ sưu tập là hoa văn khác nhau. Em đang mang đây là có sẵn hàng cho mình từ 40 cho tới là 65 cân luôn. Chị yêu nào dưới 65 cân thì nhanh chóng đặt hàng liền bên dưới giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang mặc đây là 1493 nha cả nhà, nhớ bình luận nhanh tay ạ. phía dưới giúp em. Chị Luyến lấy 1493, ok chị luôn. 62 cân hả chị? 62 cân chị có thể mặc cho em là size 2XL chị yêu nhá. Dạ bên em là bán online và bán tại cửa hàng luôn. Nếu các chị có thời gian mình có thể qua trực tiếp shop xem thử. Nhưng mà giá tại shop em bán nha, 450, giá cao hơn bây giờ ha. Chị nào thấy like của em rồi muốn mua giá rẻ dễ lắm, soạn liền thông tin để lại bên dưới cho em, ưu tiên trước cho khách đặt trên like này. 319.000 đồng thôi, đẹp như chính tay các chị đến shop em mua luôn ha, cho xem hàng trước thanh toán. Bây giờ trên like mình xem em mặc như nào em giao tới giống như vậy cho các chị luôn. Mình cứ ngắm nghía trên like cho em đi. 1493 em đang mặc nè, thắt lưng là 01 79.000. Đầm em mặc họa tiết lông công 1493 319. Đó, mình nghe cái giá tiền mình thấy hợp lý thì mình đặt luôn ha. Và nhanh tay hơn một chút nha các chị ơi, tại vì mình đặt chậm có thể là không có size vừa. Hôm nay em có 4 size từ 40 tới 65 kg nhưng mà chưa chắc ngày mai đã còn ha. Mua trễ nhiều khi không có size và không có cần được giảm giá. Ngày hôm nay 1493 em đang mặc nè, giảm 450 còn có 319.000 đồng thôi. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần để được áp dụng giá sale nha. Mẫu đang mang trên người em von nhung 2 lớp và có bay kèm túi nữa ạ. 1408 là một váy, 1508 là một váy em đang mặc cái chị nha. Hôm nay là 1.500 mã rồi, hơn 1.500 mã váy đã có mặt tại nhà em rồi, cho nên là cái chị mình ưng mẫu váy nào thì ngay bây giờ cái chị đặt hàng cho em luôn. Đây một em beo mới các chị ơi, hôm giờ em đã về beo cổ vest, beo sơ mi đúng không, và các chị lại chắc chắn cũng đã có mua hết rồi, thì hôm nay shop em về thêm một cái em kiểu mới cho cái chị mình. Beo em mặc đây sẽ là may của Vương tay phòng, cái kiểu này thì nó khá là trẻ trung các chị yêu ha. Chị yêu nào thích mặc beo nhưng mà vẫn muốn trẻ trung xinh đẹp thì đây chọn cho em mẫu beo này luôn. Cổ vuông tay phòng dễ thương lắm luôn các chị ơi, chất liệu là xốp Thái nè. Giá váy em bán tại shop 450, nhưng mà chị yêu nào thấy được cái livestream này của em và soạn liền cho em cái mã số nha, 1508 cộng số điện thoại ngay bên dưới livestream này luôn, thì mình được áp dụng giá giảm chỉ còn 299 thôi các chị ơi, giá sale cực kỳ ưu đãi. Chia sẻ like cho em 3 lần là được giảm giá nha. Em đứng xa mình coi cái vòng đồng các chị ơi, trời xinh không, dài vừa phủ gối của em, kiểu này là mặc hàng ngày phù hợp nè, đi chơi cà phê dạo phố cho em ha. Rồi em này form xòe nhẹ cũng che khéo bụng dưới rất là tốt, không lo bị lộ khuyết điểm luôn. May kèm 2 túi và khóa được may ẩn phía sau lưng. Em mang là xốp Thái đi chị Luyến ơi, vải nó có cái độ xốp mềm cho mình, xòe phòng rất là dễ thương luôn ạ. Dạ đủ size chị, hàng mới vừa về luôn. Ngày hôm nay chị yêu nào xem like và đặt hàng thì mình được chốt với giá giảm, phải nói là không thể nào tin được luôn. Giá váy em bán nha, 450 là tại cửa hàng, đó là dành cho chị nào mua tại shop nè, hoặc là các chị mình không mua trên live này ha, là 450. Còn bây giờ các chị yêu nào soạn liền mã số bên dưới nha, em ưu tiên em chốt trước luôn nè. Ai chia sẻ like cho em 3 lần rồi đó, bình luận cho em như vậy, 1508 cộng số điện thoại, giảm còn 299 theo mẫu đang mang luôn. Ngay like của em thôi nha, kết thúc livestream là không được giảm giá. Dạ tại em bán tại shop nữa chị ơi, vừa trên live vừa tại shop, nhưng mà hôm nay là livestream đặc biệt nên là các chị sẽ được giảm, phải nói là trên khách hàng luôn. Và đối với chị nào khách mới thì thật sự đây cũng là một cái giá rất là xứng đáng để các chị trải nghiệm ha. Xem như là em làm quen các chị khách mới luôn. 299k đổi lấy một em beo quá là xinh luôn ạ. Vừa trẻ trung nhưng vẫn sang trọng cho mình. Họa tiết beo các chị biết rồi, không bao giờ lỗi thời lỗi mốt. Chốt giúp em 1508 đi chị Tuyền ơi, bình luận cho em là mã cộng số điện thoại. Em này thiết kế là cổ vuông nè, tay phồng, phần tay em may thoải mái, cả nhà mình mặc không lo bị chật bắp tay ha. Vừa thoải mái không lo chật mà lại che khuyết điểm tốt nữa. Màu này của em sẽ có một chút xám pha một chút nâu rất là sang luôn. Em này lên là vừa trắng da nè, không lo kén ha, vừa trắng da mà vừa sang xịn đó, vẫn trẻ trung chứ không gọi là quá nhiều tuổi nha. Thường các chị yêu sợ là beo mình mặc là nó sẽ bị đứng tuổi đúng không, đó thì mình có thể chọn cái beo cổ vuông của em, kiểu may rất là xinh xắn và trẻ trung cho mình, sang trọng lịch sự, đi chơi đi tiệc đi làm mặc vẫn được cho em luôn. 1508 là mã váy em mang ha cả nhà. Thích beo em mặc là phải mua bây giờ nha, tại vì mỗi một bộ sưu tập về em lại may kiểu khác nhau, mà chưa chắc đợt sau em lại về thêm beo cho mình đâu. Đó đây là hôm nay chị yêu nào muốn mua thì mình đặt liền cho em bên dưới đi. Em chào chị Ngọc Trang ha, 1508 cho chị Thanh Vân ơi, có size L cho chị Ngọc Nguyễn nè, 65 cân đổ về cho em là vừa. Và em váy này có sẵn size rồi, đặt em ship đến tận tận nhà cho mình luôn. Đối với đơn hàng 600.000 cái chiêu còn được miễn phí vận chuyển nữa nha. Tổng 6 đơn là em ship đến tận nhà. Chốt mã cho em là 1508, mẫu váy em mặc luôn nè, sức thái form xè nhẹ. Đồng này em may có một lớp thôi cho nên là rất là nhẹ nhàng mát mẻ luôn. May kèm hai túi và khóa kéo nằm sau ha. Tông màu không kén da mà lại giúp trong mình gọn hơn đó các chị. Cái màu này là mấy cái màu tông mà dạng mà sậm màu như vậy, các chị mặc vào nó rất là định dáng luôn, không lo là lộ dáng kén dáng hết ha, ai cũng mang được. Đồng này của em có 4 size và L2X, mẫu này em vừa đo xong thì chị yêu nào eo cỡ 86 độ về vẫn mặc đẹp thoải mái nha. Eo dưới 86 tối đa 88 các chị mặc vẫn được cho em luôn. 1508 kèm số điện thoại cho em ạ. Form xè nhẹ nhàng dễ thương lắm các chị ơi, đủ size rồi cứ đặt thôi, hàng em có sẵn chị ơi, đặt em giao liền luôn. Thành phố 1 này nhận hàng nha, em mang là 1508 chị ơi. Beo xám nâu em mặc đây, chất liệu xốp thái nhất, đủ size L88 quay đầu là mặc vừa đó. Chốt liền trên like nha, ngoài like em không giảm giá, ngoài like mình mua em này vẫn là 450, trong khi bây giờ đặt liền luôn các chị. Thấy like em giới thiệu chốt liền bên dưới, thấy rẻ đẹp mình cũng có thể là tag tên bạn bè cùng mua chung, hai chị ba chị cùng nhau đặt hàng thì lại thêm một ưu đãi nữa là miễn ship đó các chị yêu ơi. 600.000 em reship mà. Một đồng này chưa đủ điều kiện thì mình có thể mua 2 cái 3 cái ha. Đơn 600.000 hôm nay miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị yêu luôn. 1508 là mẫu em đang mặc và 100% là giao hàng chuẩn mẫu nha. Ở trên này em mặc như nào giao đến nhà giống như vậy, các chị cứ ngắm nghía cho em form đồng nè. Đó, form xè nhẹ nhàng vừa dài phủ gối của em. Đây là cân 1m60, form dài vừa phủ gối. 299 em nhầm. Hôm nay shop giảm giá 299k nha chị Hiền Bảo ơi, 299.000 đồng thôi. 450 chị nào đặt trên like này giảm còn 299. Và muốn mua em này thì các chị yêu mình hãy chia sẻ like cho em 3 lần. Sau đó mình soạn liền thông tin bên dưới nhà em ưu tiên trước ở trên like nha. 1508 cộng số điện thoại cho em là được à. Em vừa về đủ size nhưng mà các chị tranh thủ đặt sớm để được nhận ưu đãi giá giảm nha. Chị nào chưa có mẫu này thì bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Em đang mặc đây là 1508 nha cả nhà. Em mặc đây là 1509 ạ, thêm một em beo nữa cho các chị mình nhưng mà chất liệu khác nha. Vừa rồi em có mặc là beo sấp thái đúng không? Thì em này sẽ được may với chất liệu là lụa mango, nó sẽ có cái độ mềm nhẹ, mềm rũ luôn. Đàn vải các chị xem, chị nào có lụa rồi là biết đúng không? Rất là mềm, mặc rất là thoải mái. Giá trên like của em hôm nay cũng chỉ 299.000 đồng thôi. Để mua được mức giá sale này các chị ơi tranh thủ soạn liền thông tin bên dưới cho em ha. Mã váy em mặc đây là 1509 ạ. Em mặc hả chị? Em mặc là lụa mango, mềm nhẹ mát nhưng mà co giãn thì sẽ không có thể nào mà co giãn được như là nhung hay là la dông được nha. Nếu mà các chị thích là vải mà kéo ra co giãn được mỗi size vài ký á, thì không, em này size cho em là eo cỡ 88 quay đầu thôi ha, nhưng mà cũng có form rộng nha. Bình thường em giới thiệu eo 84 thôi, em này eo 88 rộng là nó cũng đã rộng hơn so với một số đồng rồi. Mà em mặc là 1509 ạ. Form dài vừa tầm phủ gối của em với chất liệu lụa mềm. Cả nhà yên tâm cho em là hàng mới về đủ size cho các chị mình luôn ha. Chia sẻ like cho em 3 lần nha các chị yêu ơi. Giá váy đang mang là 1509 nè. Mời các chị xem nó có được rõ không? Tam sao nơi em thấy nó hơi bị sáng quá phải không? Để em chỉnh lại coi. Rồi, ok, chưa nhìn rõ cái màu không? Beo mặc là beo màu nâu nha. Vừa rồi là beo xám em đổi màu rồi, em có 3 màu, beo trắng phía sau chút em lên luôn, 3 mã khác nhau nha. Beo em mặc đây là mã 1509 các chị yêu ha, xinh quá luôn nè. Cổ vuông tay phần, chị yêu nào thích phong cách sang trọng nhưng vẫn muốn trẻ trung dễ thương thì đây mình chọn cho em mẫu váy này, vừa size nhưng vẫn trẻ chứ không bị quá nhiều tuổi. Size cho các chị yêu từ 40 tới 65 thậm chí là 66 67 cân. Nếu như các chị mình đo đầy đủ thông tin cho em càng cụ thể thì em sẽ chọn cái size càng đẹp cho mình luôn ha. Đồng này của em eo 86 tối đa 88 quay đầu cái chị mặc được nha. Em mặc cho các chị xem đây là 1509 ạ. Đồng beo ha, màu nâu rất là xinh và chất này của em là chất lụa mango nha cả nhà. Độ mềm nhẹ mát của nó thì cả nhà cứ yên tâm đi, mặc một lần là các chị thích mê liền. Em đảm bảo luôn là nhận hàng cái chị sẽ hài lòng. Bây giờ trước tiên mình đặt cái mã số cho em trước đi nè, 1509 cộng số điện thoại. Form xè nhẹ nhàng có kèm 2 túi. Đó, khóa đợt sau em may là cho mình là khóa ẩn ha. Em may cổ vuông chị, xinh lắm. Cổ vuông thì nhìn nó sang, nó trẻ trung hơn ha. Đó, tay phồng nè, phồng rộng nha, thoải mái, không lo chật bắp tay các chị yêu ơi, mà còn che khuyết điểm cho mình. Chị nào bắp tay mình hơi to mình yên tâm đi, che khuyết điểm mà thoải mái chứ không có sợ ôm bó gì đâu. Hello chị Thanh Hạnh luôn ạ, chào các chị mới vào ha. Em mặc là 1509 chị Tâm Đào ơi, chia sẻ liền chốt đơn luôn nha. Đối với chị nào mua trên line này thì không nhất thiết là các chị phải mua 450 nữa. Em vẫn bán 450 nhưng đó là giá trên những live stream khác hoặc là mua tại cửa hàng em. Còn mình thấy like này được không? Thấy like này là bình luận liền, tại vì em đang giảm có 299.000 đồng thôi. Chị yêu nào bỏ lỡ like của em là hết sale nha. Ngoài like không được giảm giá, kết thúc livestream về giá cũ liền. Trong khi bây giờ đang sale, chị nào không biết uổng lắm luôn á. 299.000 có cái bèo đẹp chưa? Form xè nhẹ nhàng nè, mặc hàng ngày đi chơi cà phê dạo phố cho em rất là xinh. Còn nếu các chị muốn đi tiệc thì mình có thể kết hợp kèm phụ kiện vàng đai thắt lưng. Em sẽ mang cho mình xem thử cái sợi thắt lưng này. Đây là thắt lưng 01 của nhà em. Hôm nay em cũng là giảm giá luôn cái phụ kiện cho các chị yêu luôn nè. Phụ kiện thắt lưng 01 79.000. Giá sốc không? 150 sợi này em nay giảm còn có 79.000 đồng thôi. Chị nào muốn mua bình luận cho em là thắt lưng 01. Rồi còn mua đồng thì dễ ha, 1509 cộng số điện thoại, quá là đơn giản luôn. Chia sẻ like cho em 3 lần, sau đó các chị yêu đặt hàng nha, đủ size các chị ơi, hàng mới. Hôm nay mình mua là có đủ size luôn, 40 tới 65, 66, 67 cân cũng có thể vừa, tùy chiều cao với lại tùy số đo. Mình không thể nào cho em cái số ký không mà em chọn size được nha. Em cần thêm cân nặng, chiều cao, số đo 3 vòng nữa. Đầm em mặc đây là 1509 ạ. Form xè nhẹ nhàng cho các chị yêu luôn nè. Khóa được may sau và có may kèm 2 túi. Lụa mango một lớp nha cả nhà ơi. Dạ em may eo cao cho nên là chị yêu nào có bụng mình không lao lộ, càng có bụng càng nên chọn cho em. Đây, một là cái tông màu này, nó là dạng màu sậm, màu nâu ha. Nó cũng không có làm gọi là lộ dáng các chị yêu mình. Họa tiết beo nhỏ nữa, càng trông mình gọn dáng hơn. Em đang mặc đây là 1509 nha cả nhà. Em đã về beo sơ mi, beo vest rồi. Hôm nay shop về kiểu mới cho mình là beo cổ vuông. Nó sẽ dễ trung hơn so với những mẫu có cổ. Ai thích dễ trung năng động, chọn cho em beo này, vẫn trẻ trung nhưng vẫn sang trọng chứ không ít nha. Rồi chốt hôm nay giúp em 299.000, chị Thiên Lan có đơn luôn. 65 cân, 66 cân độ về vừa, eo tầm 86 mặc là đẹp cho em luôn ha. Chị nào chưa có thì đặt ngay để em tư vấn nè. Chỉ sale trên like không áp dụng giá này bên ngoài nha cả nhà. Đầm beo màu nâu của em là chất lụa, em về tới mấy cái beo lệnh và mỗi mã mỗi chất liệu khác nhau. Em mang là chất lụa, vải này thì nó sẽ có độ mềm. Đối với chị nào thích mềm mại, thoải mái, chọn cho em cái beo này, mềm cực kỳ mềm luôn. Một lớp nhẹ tên nhưng mà không hề mỏng nha. Giá trên like 299.000 chị Tiffany ơi, chỉ sale trên này thôi. Ngoài like chị nào mua trễ vẫn sẽ chốt 450. Trên like này của em ha, nhanh tay em chỉ còn vài giây cuối, 30 giây cuối cùng. Em sẽ dành cho các chị yêu thêm 30 giây cuối cùng nữa thôi. Các chị yêu tranh thủ giúp shop nha, ngoài like không có ưu đãi được nha. Ai mua tại shop vẫn 450. Trong khi bây giờ chốt đơn ở nhà thôi, coi la đặt hàng 299.000 ship đến tận nơi luôn. Được xem hàng trước thanh toán chị Tuyền ơi, em cho xem hàng luôn. Và các chị yêu mình còn được gì nữa ạ? Đơn hàng 600 em miễn ship nha. Tổng đơn 600.000 đồng em reship đến tận nhà. Vải mềm đẹp, lên form gọn dáng, màu sắc sang trọng và em beo này sẽ không bao giờ lỗi thời. Cho nên các chị sắm em này bỏ vô tủ thì lúc nào mình thích thì mình lấy ra bận thôi, không sợ lỗi thời hay qua đợt gì hết nha. 66 cân đổ về cũng được cho em, eo 86, 87 quay đầu là ok hết. Một bộ 1509 chị em đang mặc đây, size L cho chị Ngọc Vy có đơn luôn. Rồi em mang là 1509, cả nhà tranh thủ đặt luôn ha. Nhanh tay giúp em tại vì hôm nay là vừa có đủ size mà lại còn đang giảm giá. 450 giảm còn có 299 à. Chị nào thấy like thì chốt luôn ở bên dưới. Bình luận nhanh tay em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình ha. Soạn mã kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Đừng quên thông tin nha. Ai chưa có thông tin thì bổ sung liền cho em. Mã váy em mặc là 1509 và cộng thêm số điện thoại vào để bên em tư vấn chốt đơn cho mình ha. Em đang mặc là 1509 các chị yêu nhé. Màu váy em mặc đây có đủ size cho các chị yêu ngày hôm nay luôn ạ. Từ 40 tới 65 cân em có size vừa đẹp cho mình luôn ha. Form đồng các chị xem nha, xòe nhẹ nhàng rất là dễ mặc luôn, màu sắc nè. Em này tươi tắn dễ thương, mặc vào vừa trắng mà vừa trẻ nữa. Đó, có thể mặc đi chơi nè, đi chụp hình, đi du lịch các chị ha, xuất sắc luôn. Hoặc là các chị mặc đi tiệc vẫn đẹp nha. Chị nào thích những cái tông màu tươi tắn như này thì không thể nào bỏ qua. Và chốt giúp em mã váy là 1492 nha cả nhà. Em này chất liệu là vải von nè, may cổ tròn nè, tay ngắn, form xè, kiểu dáng thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà càng đơn giản như vậy các chị mặc lại càng không lo lỗi thời hay là qua đợt. Lúc nào mình cũng mặc được hết, không bao giờ sợ lỗi thời luôn. Đó, khi nào đi chơi cứ lôi ra bật, tại vì nó vừa nhẹ vừa mát nữa. Lên form thoải mái nè. Đây em cao 1m6, các chị xem form nó sẽ dài là qua tới bắp chân của em luôn. Đó, xa form đầm các chị thấy không, nó dài qua gối rồi. Đi làm hay đi chơi gì cũng được cho em ha, rất là sự kín đáo. Và em mặc là 2 lớp nha chị Thu Hương ơi. Mã váy là 1492 cho em ạ. Chích von được may kỹ cho mình 2 lớp, may kèm túi nữa nè. Có kèm 2 cái túi hai bên cho các chị yêu nữa đây. 65 cân đổ về cho em là vừa nha cả nhà. Chị nào dưới 65 cân thì nhanh tay đặt luôn cho em ở bên dưới ha. Em mặc đây là 1492, 1492 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã váy đang mang có size cho các chị mình. Ngày hôm nay chị nào thích thì cứ để lại thông tin bên dưới giúp shop luôn. Hello chị Huyền Phạm nha. 59 cân em cũng có size vừa luôn, em mới vừa về mà. Mẫu này em có 4 size cho các chị nè, M, L, XL và 2X. 65 cân đổ về các chị cứ chốt cho em đi ha. Mặc size gì bên em sẽ tư vấn riêng cho mình luôn. Mỗi một chị khách đặt hàng sẽ có nhân viên gọi riêng và tư vấn cho mình. Có size vừa đẹp em mới lên đơn, sau đó em giao đồng đến nhà em cho mình xem hàng. Mua nhà em các chị mình không có gì phải lo hết. Thứ nhất là cái chị được tư vấn size trước, thứ hai là mình được xem hàng nè, đó hỗ trợ cho các chị mình luôn. Đẹp như em quảng cáo các chị mới nhận hàng nha. Eo cao form xè may kèm túi rất là tiện lợi, trong váy có lót không lo mỏng ha. Em mặc là 1492 chị. Thắt lưng 01 hỏi chị còn chị yêu ơi đang sale luôn kìa đây. Thắt lưng 01 đang sale 79.000 luôn, chốt lẹ cho em nha, hàng đẹp luôn. Đây cả đầm cả thắt lưng ngày hôm nay em đều có chương trình giảm giá hết. Đầm em mặc bao nhiêu nè, 450 giảm còn 319. Thắt lưng em mang 150 giảm còn 79.000 đồng thôi. Rồi bây giờ ha, chị yêu nào mua thắt lưng ghi giúp em là thắt lưng 01 nha cả nhà. Còn đầm em mặc thì có mã là 1492 nha. Dễ thương không? Nhớ kèm số điện thoại em tư vấn size nè. Em chào chị Lan Trần luôn ạ. Von nhà em là von mềm nha, mặc lên một cái là cái chị mê liền. Chất mát, mặc nhẹ, lên form thì chuẩn mở. Hàng trên live như nào em giao tới cho mình là giống như vậy luôn, không khác gì hết. Đây form đầm các chị xem, 100% chuẩn mẫu cho các chị mình luôn. Trên live sao là em giao vậy, cả nhà cứ yên tâm. Đó, cứ xem live ngắm nghía trên này cho em. Giao tới nơi là thấy bất ngờ liền, thậm chí bên ngoài còn đẹp hơn nữa cơ. Size 2XL này 84 đổ về cho em được nha. Em mặc đây là 1492 chị ơi. Dạ không sale 319 tại cửa hàng. Tại cửa hàng các chị yêu mua là 450. Giá 319 á, là mình phải đặt trên live này và kèm theo giúp em là 3 lần. 3 lần chia sẻ like em không yêu cầu nhiều, yêu cầu có 3 lần, chắc khoảng tầm vài giây thôi ha. Chỉ mất khoảng tầm vài giây thao tác một chút xíu thôi là cái chị đã chốt được kem này giá rẻ rồi đúng không? Mình chia sẻ mình không có mất gì hết trơn đó cả nhà ơi, cũng không mất nhiều thời gian, chỉ có khoảng vài giây thôi mà lại được giảm giá. Ha, cùng một em đầm, giá tại shop 450, giá ở nhà mua 319 mà ship đến tận cửa luôn. Cho xem hàng trước thanh toán nữa. Phí ship bên em thành phố là 20.000 và ship tỉnh là 30.000 đồng nha chị Huyền Phạm ơi. Và mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em không yêu cầu các chị chuyển khoản cho em luôn. Giao hàng tới khách xem đúng như em quảng cáo, khách mới nhận mới trả tiền. Đó, nên là mình cứ yên tâm nha. Nhà em bán thì các chị khỏi phải lo rồi ha. Giao đến tận nơi các chị yêu ha, không cần đi đâu hết trơn á. Em mặc là 1492 ạ. Có size chị đủ size luôn nha. 65 cân đổ về cho em là vừa nè. Form xè nhẹ nhàng, xinh quá luôn á. Form này eo cao, dáng đồng xè. Các chị yêu diện vào không có lo lộ bụng luôn. Đây em đứng nghiêng mình xem. Form xè như thế này, bụng phía dưới này nè là nó sẽ xè ra rồi, không có sợ lộ bụng ha. Eo là nhớ đo trên giúp em nha, eo là trên đúng. Eo đầm này trên đúng giúp em, mấy đầm khác cũng vậy. Em may đầm xè eo cao không hà, để nó tôn dáng cho cái chị mình đó, nhìn mình trông cao ráo hơn. Em cao 1m60 chị yêu ơi, form dài qua gối nè. Chốt 1492 cho chị Huyền Phạm luôn ha. Mã váy là 1492, cả nhà đặt hàng nhớ giúp em cú pháp sẽ lờm có là mã cộng số điện thoại và chia sẻ like cho em 3 lần nha. Điều kiện giảm giá 450 còn 319 á, là chia sẻ cho em 3 lần. Mình không cần đi đâu hết chị yêu ơi. Nếu mà mình qua shop mua thì giá là 450 rồi. Ở nhà coi like nè, chia sẻ cho em có 3 lần thôi, giảm còn bao nhiêu ạ? 319.000 luôn. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nè. Chích này là chích von nha các chị ơi. 1492 em mặc là vải von mềm, nhẹ mát cho mình luôn. Ai chưa có mẫu này bình luận nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Đầm von 2 lớp đặt hàng kèm mã số giúp em nha. Dạ sau lưng là khóa kéo nè. Đầm em mặc là có khóa ẩn sau lưng. Von 2 lớp may kèm 2 túi. Đó, chốt mã giúp em. Mua đầm sẵn cho em là 1492 cộng số điện thoại. Mua kèm thắt lưng thì ghi thêm cho em là thắt lưng 01 nha. Thắt lưng có 79.000 thôi. Đầm em mặc là 319.000 nha cả nhà. Nhanh tay đặt sớm nhé. Sơ mi em mặc đây có mã váy là 1494 ha cả nhà. Một em sơ mi kết hợp họa tiết vô cùng đẹp cho các chị mình luôn. Vừa có chấm bi nè, vừa có hoa nữa các chị ơi. Trời ơi, em này đi chơi cũng được nè, đi tiệc cũng được, đi làm các chị mặc vẫn đẹp cho em. Tại vì cái màu của nó rất là sang, nhẹ nhàng, không có bị là quá lè loẹt ha. Kể cả trung niên hay là trẻ tuổi gì cũng mặc hợp nha. Rồi em mặc là 1494 cả nhà ơi. Bây giờ mình đặt luôn em tư vấn nè. Tại vì đang có chương trình giảm giá. Hai em sẽ dành ra khoảng bao nhiêu phút đây ta? 5 phút đi. Em sẽ dành ra 5 phút để giảm giá đặc biệt cho các chị mình luôn. Cùng là mã váy này, like khác các chị xem mua sẽ là 450. Riêng like này của em, chị yêu nào chia sẻ cho em 3 lần rồi, em giảm thêm 100.000 nữa, xuống chỉ còn 349.000 cho các chị mình thôi. Bỏ lỡ like này sẽ rất uổng các chị yêu ha. Chào chị Phượng Lý à. Đây là mẫu mới của nhà em nha cả nhà ơi. Vừa về là em lên cho các chị xem luôn nè. Sơ mi mới về các chị xem màu coi, quá ưng luôn các chị ơi, em nhìn em còn mê luôn mà. Xinh đẹp như thế này mà giá nhà em bán chỉ có 349.000 đồng thôi. Giá này thật sự phải nói là tri ân khách hàng nè, làm quen với chị khách mới luôn nè, chứ không có nhà ai bán mà sơ mi mà hàng trung niên mà rẻ như vậy được hết trơn á. Đầm xè 2 lớp cho mình luôn, chất liệu là von, có kèm lót ở trong ha, may kèm túi nữa nè. Mà các chị có phải công tâm nói giúp em là cái hoa văn này nó xinh không? Vừa chấm bi vừa có những cái bông hoa ở trên đầu rất là đẹp mắt luôn. Ai cũng mang hợp cho mẫu váy này, không sợ kén luôn nha. Trẻ hay là trung niên cũng mang được mà cũng không kén da luôn các chị ơi. Đó, mấy cái đầm chấm bi lúc nào về nó cũng cháy hàng. Đầm này của em cũng không ngoại lệ đâu. Chị nào mua trẻ sợ không chốt đơn kịp là không có size đó. Nay có đủ size chị, riêng line này em vẫn còn đủ size. Hôm nay em giảm giá 349.000, 349.000 đồng các chị yêu nha. Rẻ hơn so với những line trước là 100.000 rồi, và rẻ hơn tại shop em luôn. Đó, đặt liền cho em là 1494 các chị ơi. Form xè nè. Đây, form dáng xè nhẹ nhàng dài qua gối của em, quá là lịch sự luôn ha, vừa sang vừa lịch sự kín đáo, đi chơi đi làm gì cũng được cho em ạ. Mẫu đang mặc là 1494 nha cả nhà. Lưu ý giúp em là phải mua trên like, và đúng là cái like này luôn ha thì mới được giảm giá nha. Màu khác hả chị? Mẫu khác em rất là nhiều mẫu chị Phượng Lý ơi. Sơ mi nhà em là phải vài chục mẫu khác nhau luôn, hoa văn kiểu dáng khác nhau nữa. Quan trọng là mình thích cái kiểu nào ha, tại vì mỗi chị mỗi ý khác nhau nữa mà, cho nên một lần em về hàng em về tới vài chục mẫu. Đó, màu sáng màu tối gì cũng có. Riêng cái em này là màu sắc rất là nhẹ nhàng. Em này chị nào mang cũng hợp, đi đâu cũng đẹp mà ai mang cũng hợp. Đó, nhiêu đó thôi là biết đi hàng nhanh rồi. Mà nhìn thôi các chị xem em mặc trên live đi, mình thấy nó đẹp không? Nếu như các chị thấy đẹp thì em đảm bảo luôn, tích tắc 1 tuần sau thôi quay lại nghề lẽ size liền. Hôm nay có size nhưng mà chưa chắc ngày mai đã còn đủ nha. Mỗi ngày trôi qua số lượng qua một ít rồi. Em mặc 1494 chị Hiền ơi. Giá váy hả chị? Có 349 nè. So ra thì nó rẻ và nó làm ngang giá một cái áo sơ mi ngoài thị trường thôi, thậm chí nhiều khi còn rẻ hơn. Đây em bán nguyên cái đầm các chị coi đi, nó dài như thế này qua gối của em luôn. Em cao 1m6 ha. 1494 cho chị Ngọc Quý có đơn nè. Chị Thiện Nguyễn lấy đầm em mặc luôn, thiếu mã hàng chị yêu ơi, chốt cho em cái mã số vào nha. 1494 là sơ mi em mang nè, cổ sơ mi cao, tay lỡ, lịch sự kín đáo ha, vừa che bắp tay vừa lịch sự, đi làm đi chơi đều hợp cho em. Màu các chị xem nha. Váy của em có tông màu nè, cả nhà thấy sang xịn mịn không? Đó, vừa kết hợp hoa vừa kết hợp chấm bi, rất là lạ mắt luôn. Có đủ size cho mình ha cả nhà. Form váy dài, khóa ẩn may sau và có kèm 2 túi. Rồi chị yêu nào thích đi chơi đi tiệc, mình thích có điểm nhấn hơn thì mình cũng có thể kết hợp phụ kiện như là thắt lưng vào hay là cài áo gì đó vào cho nó lung linh hơn. Ở đây thì em đang sale kèm thắt lưng ha. Thắt lưng 01 giá bán 79.000 sợi này. Đó, các chị thấy không? Đeo kèm thắt lưng vào là nó có cái điểm nhấn liền, là thấy cái đầm mình là nó nổi bật hơn liền đúng không? Rồi đầm em mang có giá tiền là 349 nha. Mã đầm là 1494, chị em nào mua hàng bình luận cho em mã số cộng số điện thoại. Còn thắt lưng em mang có mã là 01 nha cả nhà. Thắt lưng 01 có giá 79.000 đồng ha. Để em cộng thắt lưng vô cái là thấy cái màn hình nó sáng trưng lên luôn đó các chị đã không? Xinh quá luôn. Dạ kín đáo chị yêu ơi, đi chơi đi tiệc gì cũng được hết trơn á, lịch sự sang trọng cho em luôn. Em mặc là 1494 ha. Giá tại shop em vẫn bán 450. Nếu ngày hôm nay các chị qua trực tiếp cửa hàng em mua váy này vẫn 450.000, nhưng mà trên like của em thôi thôi, ở nhà thôi, không cần đi đâu hết, lại được giảm giá còn 349.000 đồng luôn. Đủ size cho các chị ngày hôm nay, 65 cân đổ về vừa, và em sẽ giao hàng đến tận nhà cho mình luôn. Mình được tư vấn size trước khi giao, được xem hàng trước thanh toán. Quan trọng ở cái khúc là các chị được kiểm tra hàng nha. Đây là các chị mình hoàn toàn yên tâm khi mua váy nhà em. Trên line như nào em giao cho khách giống như vậy luôn ha, 100% chuẩn mẫu. Váy em mặc đủ size chị yêu ơi, E84, 85 đổ về chốt đơn cho em nha. Rồi 1494 nha các chị yêu ơi, mã váy là 1494. Thắt lưng là 01, 79.000 đang giảm luôn nè, mua kèm thắt lưng nè. Tại vì bình thường thắt lưng 150 lần, hôm nay sale có 79 à, hôm nay mua thì nó lời hơn. Em chào chị Ngọc Thúy nha, 52 cân có size vừa luôn. Chốt một đầm sơ mi chị Kiều Thảo nè, 1494 cho chị Lê Mỹ có đơn luôn ạ, đủ size, hôm nay em có đủ size. Sơ mi em mang ngay trong bài live này chỉ có 349, nhưng mà khi em xuống live rồi giá nó trở về bình thường, phải hơn 100.000 nữa. Chị nào mua trễ là 450, bây giờ đặt luôn chỉ có 349.000 đồng ha. Bình luận trên live em tư vấn và trừ hàng. Mã sơ mi siêu hot của em số lượng ít nên các chị tranh thủ đặt trước khi nó hết hàng nha. Mẫu em mặc đây là 1494 nha cả nhà. Đây một họa tiết mới về cho các chị yêu, đây vẫn là một chiếc đồng sơ mi không thể thiếu trong tủ đồ của mình. Màu sắc quá là sang luôn các chị ơi, tông xanh nè, màu này không kén da nha. Đó, mình xem giúp em vừa có bi nè, vừa có họa tiết là mắt xích nữa. Đây, em lại cần các chị xem, xinh chưa? Trời ơi, nhìn em này là cũng muốn xỉu ngang các chị ơi. Giá váy chỉ có 349.000 nếu các chị mua liền bây giờ cho em nha. Vô tình mình lướt trúng livestream đặc biệt này của em rồi thì ở lại đây đặt hàng luôn chứ đi đâu nữa, giá này quá rẻ luôn các chị. Một em đồng sơ mi với mức giá không thể nào tin được luôn các chị yêu ơi. Sơ mi mới cọc đến nhà em với cái tông màu nè, màu xanh ha, vừa có chấm bi ở trên đầm mà vừa kèm theo họa tiết mắt xích. Em này không phải kiểu đẹp dễ thương mà là đẹp sang, đẹp sang xịn luôn đó cả nhà, rất là sang chảnh cho mình luôn. Ngày hôm nay thì em có đủ size cho các chị mình ha, mẫu mới vừa cọc đến nè, size thì có đủ, nhưng mà để được áp dụng cái giá sale như em đang ưu đãi á thì các chị phải nhanh tay hơn. Tại vì live khác của em song song với livestream này vẫn có những livestream khác em bán mẫu này là 450 bằng với giá bán tại cửa hàng luôn. Riêng ngày hôm nay nha, chị nào xem được live này rồi ở đây đặt hàng, bình luận mã số kèm số điện thoại. Giá váy đang mang bao nhiêu ạ? 349.000 đồng, 349k form các chị xem nè, form dài qua gối của em luôn. Độ dài này đi chơi, đi làm đều phù hợp cho em. Họa tiết sang trọng cho các chị mình đây, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất là sang trọng ha. May kèm 2 túi và chất liệu là von nha cả nhà. Đầm em mặc là sơ mi tay lỡ nè, phần tay sẽ không lót nha, nhưng mà trong thân đầm em có lót nha, chỉ có riêng tay áo nè, đó là không có lót thôi cho nó nhẹ nhàng xinh đẹp đó. Còn trong thân đầm thì kín đáo lịch sự rồi, tại tay thì cũng hở không sao, mà lót hết thì chưa chắc là đẹp nha, phải có nửa kín nửa hở như vậy nó mới xinh nè. Và em mặc là 1495 chị. Không chị yêu ơi, bây giờ mình qua trực tiếp shop vẫn 450, em không có sale mà tất cả các đơn hàng đều chốt như thế này được đâu. Thậm chí ngay trong live này của em vẫn có những đơn các chị sẽ không được giảm giá, nên là mình kiểm tra giúp em coi mình đặt đúng như em hướng dẫn chưa ha. Các chị yêu em hướng dẫn mình đặt hàng để mà nhanh nhất luôn á thì mình sẽ chốt ở trên cái livestream này luôn. Nhà em ưu tiên chốt ở trên live, khách vẫn có thể nhắn tin đặt hàng nhưng ưu tiên chốt trên live trước. Em sợ mình nhắn tin đến khi mà chốt hết trên live rồi không còn size của mình đó cả nhà, lưu ý nha. Rồi bây giờ soạn cho em như vậy, mã đồng em mặc là 1495 rồi cộng số điện thoại vô, số nào mà em liên lạc trực tiếp được với mình. Tại vì ngay sau khi các chị bình luận xong cỡ tầm 5 đến 7 phút thôi là nhân viên bên em đã gọi để mà tư vấn chọn size rồi. Chọn được size vừa đẹp em mới xin địa chỉ giao hàng, và mất khoảng 2 đến 4 ngày các chị sẽ nhận được váy của nhà em. Hàng em may sẵn đầy đủ size cho các chị yêu luôn ha. 65 cân đổ về mình chốt đơn cho em ở váy này nha, 1495 kèm số điện thoại cho em nè. Không sang, không lấy tiền luôn. Em này bỏ vào tủ là lúc nào lấy ra bận cũng đẹp luôn, không hề kén da kén tuổi. Mã này các chị yêu mua bận cũng đẹp nè, mua làm quà nha, mua làm quà cũng rất sang. Người nhận chắc chắn không nghĩ là giá 349 được đâu các chị yêu. Váy này sơ mi như vậy nè, thị trường các chị mua hàng trung niên ha. Một em sơ mi dáng dài như vậy đi không dưới 500.000, nhà em bán 349.000 giá trơn luôn, chia sẻ có đơn nè. Dạ không sale tại cửa hàng chị ơi, cùng là giá này mà cũng bán tại cửa hàng luôn thì không thể nào các chị ơi. Tại vì còn tiền công, tiền vận chuyển nữa, rất là nhiều chi phí khác rồi cả nhà. Em chấp nhận sale ở trên này chỉ có vài phút thôi chứ cũng không sale lâu. em sẽ dành ra cỡ 5 phút thôi. Đó, những chị nào mà vô tình xem đúng cái like đặc biệt này thì được giảm giá. Còn nếu mình mua những like khác nó vẫn 450.000 mà. Em mà đang mặc đây tại cửa hàng vẫn 450 nha. Chỉ ai mua trên like này của em thôi. Cho nên là các chị có lướt qua live stream này rồi thì đặt hàng luôn bên dưới, tại vì giá quá rẻ luôn, 349.000 mua được cả một em đầm sơ mi. Mình mua áo sơ mi mình phải suy nghĩ mặc à chân váy nào, quần jean, quần tây nào đi làm đúng không? Thì em này là nguyên một cái đầm sẵn luôn rồi, các chị mặc vào trên là đi làm được luôn. Đi chơi đi tiệc đều hợp cho em ha. Mã váy là 1495 nha cả nhà. Màu em mặc là màu xanh. Với cái tông xanh này thì rất là trẻ trung sang trọng và không lo kén da. Da trắng da ngâm gì cũng mang được. Cổ sơ mi cao lịch sự, tay lỡ cho các chị đây kín đáo đúng không? Rồi chiếc eo cao, form xòe, che khuyết điểm tốt. Diện em này vô thấy được là không có lo lộ bụng nha. Màu này em cũng mặc không có sợ là bị kén dáng rồi các chị ơi, màu rất là sang luôn. Em cao 1m60 chị, form dài co gối ha. Những cái tông màu mà sậm như vậy cả nhà yên tâm không bị lộ khuyết điểm nhiều nha. Em mặc là 1495 chị ơi. Một cái size M cho chị Đào Ngọc Thảo nè, rồi chị Kiều Ân cho chị Đào này eo chị 81, chốt cho em liền size 2X luôn. Em về sẵn hàng 4 size. 1495 em đang mặc nha. Trên like em giảm giá cho mình, ngoài like không giảm, các chị lưu ý nha, chỉ sale trên like thôi. Nên nếu mà các chị có thấy em đang giới thiệu mình đặt luôn đi. Qua ngày mai chưa chốt là còn hàng. Hàng em chỉ về mỗi mã có 1 lần thôi. Mỗi mã chỉ may đúng 1 lần duy nhất thôi, không may nhiều, bị trùng nhiều sao. Nên là mỗi mã chỉ may có 1 lần thôi. Em mặc là 1495 nha. Chốt đơn liền em giảm giá cả nhà ơi. Váy đẹp giá rẻ thì chỉ có ở trên live này thôi hà. Chia sẻ cho em 3 lần chưa? Ai chưa chia sẻ là chia sẻ liền nha, chứ không thôi là không được giảm giá đó. 450 giảm còn 349.000 đồng. Bình luận cho em mã váy là 1495 kèm số điện thoại. Vải đẹp mềm mại, mặc rất là êm. Lên form thì chuẩn form gọn dáng như vậy. Trời ơi các chị mà bỏ lỡ rất là uổng nha. Nhiều khi chuyến sau muốn mua sơ mi em lại không có thì sao được, sao em lại may đầm không có cổ thì sao đúng không? Đó, chuyến này đang có rất nhiều sơ mi các chị có thể lựa chọn luôn. Thích mẫu của em đặt luôn là 1495. Hàng em về sẵn size cho mình nhưng mà số lượng cũng khá là ít nên các chị tranh thủ đặt trước khi đã hết hàng nha. Em đang mặc đây là 1495 nha cả nhà. Giá váy là 349.000 đồng. Dạ có một màu này thôi chị Yên ơi, một màu duy nhất em mặc thôi, màu xanh. Váy xanh dáng xòe, chuẩn form chuẩn mẫu luôn. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em các chị yên tâm nhé.